thợ thầy giờ này mới làm ưu tiên cho khách trước, bây giờ mới đem về 30 Tết mới đem về Ê, mới đúng giặt rồi, về. đúng rồi, đúng rồi, đâu phải Hy sinh. Con đây nè. Đây, hôm nay sẽ demo cái máy giặt. Đâu mũi khoan nào đâu? Nè, tính có mũi khoan nè. Muốn đây được không? Đúng. Giờ mới về làm cho nhà mình nè. Tới 30 Tết luôn rồi. Một cái mồ lết không khoảng lỗ nhỏ đây cống nước nè, rồi có cúp nước, cúp nước nước thì ở phòng mà phòng phía ngoài để khóa nước. Ngồi chưa? Đó, chứ rồi nè, à. Ồ, mới tính ra nhắc anh Diệp, Diệp gọi tới nè. Khoan cái lỗ giống anh nè. Đó, máy giặt của em nè. Dạ. Nhà em, nhà em, rảnh không? Chú đây. Ờ, đại ca vô là có mũi liền, có mũi khoan bén liền. Mũi được không? À, còn mũi em là mũi khác hả? Xong. Được chưa? Ủa đục lẹ vậy? Anh mới đi. Anh mới đi lấy cái mũi về mà. Đẹp, đẹp hơn cái nhiều nha. Không xì, bao xì luôn đi. Em cái lâm khoan này nè, đâu mở rồi. Lấy cái mũi chưa? Khoan ở ngoài xa ra nó mới đủ chỗ. Nó khoan kiến, tại vì ban đầu tại ông đục tà le rồi. À. Mấy trang mấy nhà nè. Ờ giống y giống mà mấy này nhiều người. Nhiều người xanh. Cha biết bơi chưa? Minh Tiến biết bơi chưa con? Nó nhảy cha nhảy xuống luôn. Im không? Im mà. Hả? Đó. Gọn. Gọn. Thôi. Rồi chưa? Rồi. Rồi lấy xi con có hôi không hôi thôi. Thôi. Thôi lấy xi con bắn lên. Mai bán tàu silicon xong. Ừ, lấy xi con bắn 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 lên để nó khô đi, bắn lên. Bích lại. Con. Thôi đi, coi kia nè, người này nè. Sao sao? Bao chảy luôn, bao rớt luôn. Nè, anh là không phun. Phải chị chị Trang gì đó. À. Ừ, tính làm chị Trang này đó không? Đúng rồi. À. Có okay. Là chết luôn, làm nghĩa là tỷ lệ mà chị không có. Mấy ra để gọn lại. Ơ quên dây điện để. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.